Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dung dịch vệ sinh Enterma do dược mỹ phẩm Delavi sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về dung dịch vệ sinh Enterma cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm dung dịch vệ sinh Enterma có thành phần là nano bạc, vitamin E, dầu hoa anh thảo, dầu nụ tầm xuân, lá trầu không, lá bảng, lá xoài xanh, xả sàng tử, kim ngân hoa, bồ công anh, khổ qua, hoàng liên, berberine, trinh nữ hoàng cung, trà xanh, cúc la mã, lô hội muối thảo dược, axit lactic, phụ liệu vừa đủ. Dung dịch vệ sinh Enterma được bào chế dưới dạng dung dịch vệ sinh. Dung dịch vệ sinh Enterma mang lại cho người dùng công dụng, giúp vệ sinh vùng kín hàng ngày, giúp kháng khuẩn, khử mùi, làm sạch khô thoáng vùng kín, ngăn ngừa các bệnh nấm ngứa, mùi hôi khó chịu viêm nhiễm vùng kín, hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ, từ tự nhiên, an toàn không gây kích ứng. Sản phẩm dùng cho các trường hợp, dùng được cho cả nam và nữ, để vệ sinh vùng kín hàng ngày. Sản phẩm dung dịch vệ sinh Enterma được sử dụng bằng đường uống. Lưu lượng của dung dịch vệ sinh Enterma được nhà sản xuất khuyên dùng như sau làm ướt vùng kín cần rửa. Bơm lượng gel vừa đủ ra tay xoa nhẹ nhàng vào vùng kín, sau đó vệ sinh lại bằng nước sạch. Ngày nên sử dụng 2-3 lần, giúp vùng kín luôn sạch khô thoáng và phòng ngừa nguy cơ viêm nhiễm, nấm ngứa. Chống chỉ định khi sử dụng dung dịch vệ sinh Enterma, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dung dịch vệ sinh Enterma, đồng thời biết cách sử dụng dung dịch vệ sinh Enterma sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.